Có thể nói, niềm tin và sự tin cậy là một phần không thể thiếu trong một mối quan hệ. Nếu giữ mối quan hệ với người không đáng tin, bạn sẽ lãng phí thời gian một cách vô ích, thậm chí gây họa cho cuộc sống của bạn. Chọn bạn mà chơi, chọn người đáng tin cậy mà kết giao. Cuộc đời của bạn sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Bạn sẽ trở nên tràn trề sức sống. Hãy quan sát những người mình định gửi gắm niềm tin để an tâm rằng mình đã tìm đúng người. Video hôm nay sẽ gợi ý cho bạn những dấu hiệu của người đáng tin cậy trong cuộc sống. 1. Luôn đúng giờ. Đúng giờ là sự coi trọng lời hứa và thời gian. Họ biết sắp xếp thời gian một cách khoa học cho công việc và cuộc sống, không lãng phí thời gian của bản thân và của người người. Là người có nguyên tắc. 2. Giữ lời hứa. Trong kết giao bạn bè, người biết giữ lời hứa là người đáng trân trọng. Khi bạn hứa với ai điều gì, nhất định phải làm được điều đó. Bởi nếu thất hứa, sẽ làm tổn hại đến sự tín nhiệm của họ với bạn. Không chỉ là lời hứa với người khác, ngay cả lời hứa với chính bản thân mình cũng phải thực hiện. Lời khuyên dành cho bạn là suy nghĩ thật kỹ, xem mình có thể thực hiện được hay không. Hãy khéo léo từ chối nếu cảm thấy bản thân không làm được. Còn một khi đã hứa, thì dù khó khăn đến đâu hay tổn hại đến bản thân cũng phải thực hiện như đã hứa. 3. Luôn bình tĩnh. Bình tĩnh trong mọi tình huống là đỉnh cao của sự tu dưỡng trí tuệ của người đáng tin cậy. Họ luôn trầm lắng, bình tĩnh, ít khi nóng vội. Người không ổn định về cảm xúc khi nóng giận, dễ trút bực dọc lên người bên cạnh, khiến người xung quanh chỉ muốn xa lánh. Người đáng tin cậy không bao giờ chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực quá lâu, mà luôn tìm cách giải phóng năng lượng tiêu cực. 4. Hành động quyết đoán. Khi bạn kết giao với người đáng tin cậy, bạn không phải hao tâm tổn sức để suy nghĩ hay lo lắng, bởi họ là người có năng lực, có trách nhiệm, quyết đoán và nhanh nhẹn, có thể giúp bạn xử lý những vấn đề phức tạp. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn luôn chủ động tìm kiếm hướng xử lý tốt cho công việc. 5. Không khoe khoang. Người đáng tin cậy không nói lời khoe khoang, chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Họ nói năng thận trọng, hành động nhanh chóng, dựa vào tài năng và nỗ lực của bản thân để đạt thành công trong sự nghiệp, được người khác tin tưởng. Họ biết cách hạ thấp mình, không đánh giá thấp sự cố gắng của người khác, không bao giờ tự khoe khoang sự tài giỏi của bản thân. 6. Hồi âm khi nhận được tin nhắn. Trong đối nhân xử thế, quy tắc của người lịch sự là nhận được tin nhắn nên hồi âm. Chi tiết nhỏ này thể hiện được bạn là người có đáng tin cậy hay không. Người trả lời tin nhắn của người khác chắc chắn là người lịch sự, có trách nhiệm và đáng tin. 7. Không lợi dụng người khác. Trong cuộc sống, người thích lợi dụng người khác luôn tìm cách chiếm lợi cho bản thân, sò đò tính toán, không bao giờ chịu thiệt. Người đáng tin cậy không bao giờ vì lợi ích trước mắt mà đánh mất bản thân. Không phải kiểu người bày mưu tính kế với người khác. Khi giúp đỡ người khác, họ không cần báo đáp, luôn đối xử tử tế, lương thiện. Dựa vào năng lực của bản thân để nắm bắt những gì mình muốn. 8. Có chừng mực. Người đáng tin cậy luôn đặt ra cho mình một ranh giới, việc nên làm và việc không nên làm. Họ biết kiềm chế tham vọng của bản thân, bỏ qua những lợi ích nhỏ, có tầm nhìn xa trông rộng. Một người nếu không có chừng mực, dễ sa đà vào vòng xoáy của tham vọng. Để rồi khi mọi việc đi quá giới hạn, không những làm tổn hại những người vô tội, mà còn khiến bản thân đánh mất lương tâm, phá hủy tương lai của chính mình. 9. Người có trách nhiệm. Khi gặp khó khăn, vấn đề, người đáng tin cậy sẽ dám đối mặt,
chủ động nhận trách nhiệm về mình. Không chỉ vậy, thấy người khác gặp khó khăn sẽ đưa tay ra giúp đỡ, chủ động hỏi han, chia sẻ. Khi thấy bạn gặp rắc rối sẽ hỗ trợ hết mình. Người đáng tin cậy khiến người khác cảm thấy an tâm, tin tưởng, cảm giác ấm áp và thậm chí là sức mạnh vươn lên. Người trách nhiệm giống như một quả núi khiến người khác cảm thấy có thể tựa vào. Người xưa đã khuyên, hãy tìm người thông minh để trò chuyện, người đáng tin cậy để làm việc. Trên thực tế, sẽ có người tìm đến người đáng tin cậy, bởi đây là sức hấp dẫn của một người. Có thể kết giao với người đáng tin cậy là một cái phúc rất lớn. Có một người đáng tin cậy đồng hành còn đáng quý hơn. Khi bạn là người đáng tin cậy, cuộc sống của bạn cũng sẽ may mắn, hạnh phúc. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh điều bạn quan tâm nhé.